hình vanilla đây rồi. Đây này cái hình vanilla mình nhảy đây này. Vanillin này, mình nhảy đây này. Trong vỏ cây vanilla có chất mùi thơm dễ chịu, tên thường là vanillin, công thức cấu tạo vanillin ở cho hình trên này. Đây bài hỏi là công thức phân tử của nó. Thế mình nhìn đây mình suy công thức phân tử của các em nhá. Đến thôi, 1 cộng 6 là 7. 7 1 là 8. C8 này. H này. 1 cộng 3 là 4. 4 cộng 1 là 5. 6 7 8 là 8 này. O này, 1 2 3. Vậy công thức phân tử nó là C8H8O3. Đấy. Một mẫu vanillin tiêu chuẩn dùng cho công nghiệp sản xuất lương thực thực phẩm cần có 99% là khối lượng là vanillin. Để định lượng một mẫu là vanillin người ta làm như sau. Khối lượng nó này. 0,12 gam mẫu. 20ml ethanol. 60ml nước cất. Thu được dung dịch X. X phản ứng vừa đủ với NaOH, nào số mol NaOH. Bằng 0,00782 nhân nồng độ là 0,1 bằng 0,000782. Được chưa? Còn lại tạp chất không phản ứng NaOH. Vậy bây giờ chúng ta quan trọng nhất chúng ta phải xem là một thằng vanillin này ăn mấy NaOH. Chúng ta quan sát nhé. Vanillin chỉ có một nhóm chức OH đính vào carbon thơm thôi. Và chỉ có một nhóm chức này có tính axit và chỉ có một nhóm chức này nó mới phản ứng được với NaOH thôi. Đúng không ạ? Vậy là vanillin phản ứng với NaOH theo tỷ lệ mol 1:1. Cũng như là một thằng C8H8O3 lớp một thằng NaOH. Đúng không ạ? Thế thì vậy thì câu chuyện lại quá là đơn giản với chúng ta rồi. Ta có số mol NaOH bằng 0,000782 thì số mol vanillin là 0,000782. Được chưa? Vậy mình sẽ tìm được phần trăm khối lượng. Vậy hoàn toàn là tìm được phần trăm khối lượng của vanillin chính bằng khối lượng của nó 0,000782 nhân với mà ngoặc đơn này phân tử của nó thì không có máy tính để ghi cách tính nha. 12 nhân 8 cộng 8 cộng 16 nhân 3 được bao nhiêu chơi cho khối lượng của mẫu 0,12 nhân 100% nhé. 99,05. Ok nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án 99,05%.